Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng ghé thăm cũng như review một nét văn hóa, một cuộc sống đặc trưng của người miền Tây ở gần thị trấn Cái Dương, tỉnh Hậu Giang, làm tập quả trên sông. Một nghệ tập quả đầy đủ đồ để trao đổi với người dân trên sông để chúng ta sẽ dùng sông lớn. Chúc mừng các bạn có những giây phút thư giãn. Chào các bạn.